Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ây da, ui trời trời trời, ôi trời ơi, cái chuyện gì vậy, tôi đang chào mà. Ui trời ơi mấy bạn ơi. Ui một con bò. Wow, một con bò yêu quái mới từ bên địa ngục qua đây. Trời ơi trời, nguy hiểm quá. Chào 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 lại, chào lại, chào lại. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Minecraft mang tên Vua Rồng. Ta-da, yeah. Ok anh em ơi, thì trước khi vào video này, các bạn đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau đạt được 1 triệu subscribe anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Cảm ơn. Rồi ok. Thì đây, anh em thấy gì không? Xin giới thiệu với anh em. Đây chính là con rồng chúa mà trong những tập trước chúng ta đã thu phục được anh em. Ồ, anh em thấy nó to chưa? Ồ, nó to đùng luôn anh em ơi, mình nói thiệt nha. Con này có thể nói là con rồng to nhất từ trước giờ mình thấy luôn á. Mình có nói thiệt với các bạn luôn là mình to bằng có cái ngón chân của nó thôi mấy bạn ơi. Mấy bạn xem nè, mình chỉ to bằng có cái ngón chân của nó thôi nha. Trời ơi, còn cái này là cái cánh của nó nè. Mấy bạn xem nè, trời cái cánh của nó to đùng luôn các bạn ơi. Mình đứng ở trong đây là mình che mưa, che gió được luôn các bạn. Mấy bạn xem nè. Ôi trời ơi, nó to gì đâu quá trời. Còn đây là cái phần đuôi của nó đó bạn, mấy bạn xem nè. Wow, trời ơi, cái đuôi này mà nó quất vô mặt mình cái chắc mình chết luôn quá. Và con rồng này anh em là nó có một đặc điểm rằng là nó bay cực kỳ nhanh luôn anh em ơi. Bay cực kỳ nhanh luôn nha. Mình sẽ cho các bạn xem nè, giờ mình sẽ leo người nó nè. Đó, à, thấy nào, mình đang ngồi ở trên con rồng nữa bạn. Ngầu chưa? Ngầu ơi là ngầu luôn đúng không? Đó, à, di chuyển nè. Đó, à, ngầu chưa? Y hệt như hiệp sĩ rồng trong huyền thoại luôn các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ cho nó bay cho các bạn xem thử nha. Rồi, bay lên nè. Bay lên. Đó, trời ơi, bạn thấy chưa? Cao chưa? Nè, mà nó cực kỳ nhanh luôn. À, cái gì vậy? À. Trời ơi là trời các bạn ơi. Mình nói thiệt với các bạn luôn nha, là mình cưỡi con rồng này mình chưa có quen á, cho nên là lâu lâu mình bấm lộn nút cái mình rơi xuống mình chết hoài luôn trời. Trời ơi là trời, không biết con rồng này á, mình không hiểu lý do vì sao mà nó khó cưỡi cực kỳ luôn các bạn ơi. Cưỡi một tí là té chết à. Ờ, để xem coi cái ngôi mộ của mình chết chỗ nãy rồi. Đây. Đây, mình mới vừa cài một cái mod ngôi mộ bạn ơi, bạn xem nè. Đây chính là cái ngôi mộ của mình đó bạn. Đó, thì trong cái ngôi mộ nó có cái một cái này cái gọi là cái đầu của mình đó bạn. Đó bạn thấy không? Thì dưới cái ngôi mộ này có rất là nhiều vật phẩm của mình. Đó, đặt ra cái là mình có thể lượm lại được đồ của mình hết. Đó, đây chính là đồ của mình nè. Vậy là mình sẽ không lo bị mất đồ nữa bạn ơi. Rất là gọi là tiện lợi với cái mod cái ngôi mộ này luôn. Ok. Rồi, thôi bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ nhốt con rồng của mình vào nha các bạn. Bắt nó vào. Ok rồi. Đó, con rồng to đùng như vậy nhưng mà mình chỉ cần gọi là sử dụng cái chuồng rồng này nhốt cái là con rồng nó bị biến mất luôn các bạn ơi. Con rồng hiện tại nó đang nằm trong cái tù và này đó bạn. Đây mình sẽ cho các bạn xem nha. Thả ra nè. Đó, nó sẽ xuất hiện nè. Sau mình muốn nhốt lại đúng không? Mình lại gần nó, mình chỉ cần lít chuột cho người nó cái thôi. Thế là mình đã bắt nó vào trong đây được rồi. Vậy là mình có thể đem nó đi khắp nơi luôn các bạn ơi, rất là tiện lợi luôn. Đó thì ok, để mình đem nó vào nhà mình cất luôn đi chứ mình không có thích dùng con này cho lắm. Con này nó khó cưỡi các bạn ơi. Không hiểu lý do là sao mà cái con rồng này nó cực kỳ khó cưỡi nha. Mỗi lần mình cưỡi là mình đều bị té xuống mình chết hoài luôn á. Như mình nói thiệt luôn là cưỡi nó mình té mình chết cả chục lần luôn các bạn. Khổ hết sức gì đâu quá trời. Ok, thì anh em ơi, trong tập này chúng ta sẽ làm gì nào? À khoan, từ, mình cho các bạn xem này cái đã. Mấy bạn thấy xung quanh hôm nay có gì lạ không? À, mấy bạn thấy gì không? Hôm nay mình đã gọi là san bằng hết cái vùng đất này các bạn ơi, bạn xem nè. Chỗ này mình đã đào hết nè. Ok, đây là cát đất mà mình đào được các bạn. Đó, mình đào hết cái khu này ra luôn để cho nó bằng phẳng luôn. Thì hiện tại khu này nhìn nó rất là đẹp luôn bạn ơi, nó mọc cỏ lên nhìn cực kỳ đẹp luôn, bạn thấy không? Đẹp ơi là đẹp luôn. Đó, thì hôm nay mình sẽ cùng với các bạn gọi là cùng nhau đập Lucky Block nha các bạn. Đó, và chúng ta sẽ đập gọi là Lucky Block xui xẻo và Lucky Block may mắn nha các bạn. Nghe hấp dẫn không? Hấp dẫn không? À, quá hấp dẫn luôn đúng không? Thì mình mới vừa gọi là xem ở trên comment ở trên YouTube thì có rất là nhiều bạn chỉ mình cách làm Lucky Block xui xẻo và Lucky Block may mắn, cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chế tạo ra hai loại Lucky Block đó để đặt thử nha bạn. Ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi chế tạo Lucky Block thôi nào mấy bạn ơi. Nhanh lên nào. Thì đây, hiện tại là trong rương của mình có rất là nhiều hạt vàng bạn ơi. Và hạt vàng này có từ đâu ra thì mấy bạn có thể xem ở những tập trước. Mình đã đi vô một cái bãi rồng và mình đã kiếm được rất là nhiều hạt vàng luôn. Đó, còn trong đây mình còn một số những cái vàng này mình sẽ gom hết luôn.
Để mình đi xuống dưới hầm mình lấy thêm một ít đá cuội bạn ơi. Phải cần rất là nhiều đá cuội luôn thì chúng ta mới chế tạo Lucky Block được nhiều, hiểu không? Đó, thì mình đang tính rằng mình sẽ chế 30 Lucky Block may mắn và 30 Lucky Block xui xẻo. Để xem coi. À, đá cuội. Bây giờ mình chỉ còn có mấy cái viên gọi là đá cuội bị vỡ thôi. Mình sẽ lấy mấy cái này lên luôn. Rồi mình sẽ chế nó thành cái đá cuội sau. Ok, bỏ cái này vào. Mình sẽ lấy cho mình thêm đá đỏ nữa nè, tại mình sẽ cần rất là nhiều đá đỏ luôn. Ok, lấy đá đỏ đem lên luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chế tạo Lucky Block nha các bạn. Ok. Đi vào đây, sau đó click vào bàn chế tạo. Mình sẽ để mấy cái gọi là rock này nè các bạn. Mấy cái này chính là những cái viên đá nhỏ. Chúng ta sẽ ghép nó thành viên đá cuội to đùng như thế này luôn. Đó, thấy không? Ok, bỏ vào đây thế này. Rồi, chúng ta sẽ ghép thành đá cuội. Sau đó chúng ta sẽ lấy đá cuội chúng ta bỏ vào đây. Rồi chúng ta bỏ redstone vào đây. Chúng ta sẽ làm ra được một cái máy thả. Đó, bỏ vào đây, chế ra máy thả nè. Và từ cái máy thả này chúng ta bỏ vào đây. Sau đó chúng ta sẽ lấy vàng nha. Khoan từ, mình đang thiếu vàng để mình chế này ra thành vàng luôn. Ok, bỏ cái máy thả vào đây. Sau đó là bỏ vàng vào đây nè. Xếp ở xung quanh. Chúng ta sẽ được một cái Lucky Block mấy bạn ơi. Rồi, và cái Lucky Block này nè, khi các bạn đập nó ra, các bạn sẽ được gọi là điều may mắn và xui xẻo. Và bây giờ mình sẽ đập thử cho các bạn xem nha. Ok, đập nè. Đấy. Búp, ra gì đây? À, ra được mấy cái gọi là áo giáp dành cho ngựa bạn ơi. Đó, nhưng mà thôi mình nghĩ chắc mình không cần đâu. Vứt đi, tại vì bây giờ mình chỉ cưỡi rồng thôi chứ mình không có cưỡi ngựa, bạn hiểu không? Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chế tạo Lucky Block xui xẻo và Lucky Block may mắn nha các bạn. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chế tạo luôn nha. Thì đầu tiên là chúng ta cứ chế tạo cho chúng ta được thật là nhiều Lucky Block đi. Để mình chế tạo Lucky Block nha. Mình sẽ bỏ cái hạt vàng vào đây nè. Để mình chế tạo Lucky Block. Rồi mấy bạn ơi, mình đã chế tạo được cho mình gọi là 49 Lucky Block rồi nè. 49 Lucky Block thì mình nghĩ rằng là mình sẽ lấy 20 Lucky Block xui xẻo và 29 Lucky Block may mắn nha. Bởi vì mình muốn gọi là may mắn nó nhiều hơn để mình kiếm được nhiều đồ VIP mấy bạn ơi. Ok, rồi, để chế tạo gọi là Lucky Block may mắn và xui xẻo, chúng ta cần sử dụng đến một thứ nữa, chính là kim cương. Mình sẽ lấy kim cương nè. Còn Lucky Block xui xẻo chúng ta cần có mắt của nhện. Đâu, để mình kiếm mắt nhện coi. Không có rồi. À, đây 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 có mấy bạn ơi. Đây đây mắt nhện đây, mình thấy rồi. Mình có 22 cái mắt nhện đó bạn ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chế tạo Lucky Block may mắn và xui xẻo nha. Đầu tiên nè các bạn click vào bàn chế tạo nè, sau các bạn hãy chia đôi này ra. Mình sẽ bỏ này vào đây là 29 đi. Ok. 29 Lucky Block may mắn mình sẽ bỏ vào đây, sau mình sẽ bỏ kim cương vào kế bên. Chúng ta sẽ được Lucky Block may mắn. Đó, thấy không? Cộng 12 sự may mắn nữa bạn. Mình sẽ chế nó ra nha. Ồ, chết rồi, cái này nó chế lẻ bạn ơi, cho nên là mình phải cất hết đồ vào trong rương đã. Cất hết mấy cái khối đất vào trong rương đi. Cất cái khiên vào rương luôn. Bỏ Lucky Block bình thường vào đây, sẽ bỏ cái kim cương vào đây. Chúng ta chế tạo tiếp nha anh em. Ôi, vẫn còn dư, vẫn còn thiếu hả ta. Mình sẽ vứt thêm mấy cái đồ khác ra nha, vẫn còn thiếu bạn ơi. Rồi, mình vứt cái sản, vứt cái cúp, rồi vứt đá đỏ luôn đi, để chế cho nó xong luôn. Ok, được rồi. Bỏ vô nè, rồi. Cúp mình sẽ đem theo để mình còn đập Lucky Block mấy bạn ạ. Rồi, ok. Sắp xếp đồ rồi nè. Rồi, cầm theo khiên cho chắc ăn các bạn ơi. Ok. Rồi, mình nghĩ rằng là Lucky Block may mắn thì có con nhện, ui, trời trời. Chết là mình bị đập rồi. Rồi, ok. Ok bạn ơi, thì mình nghĩ rằng là Lucky Block mà may mắn á, thì mình nghĩ rằng nó sẽ rất là ít ra quái vật, cho nên là sẽ không sao đâu nha. Đó, thì mình sẽ cất cái khiên vào luôn đi, không cần đeo khiên đâu. Đó, mình sẽ đặt cái Lucky Block may mắn ra, sau đó đập nó. Chúng ta đã được gọi là một cái giếng thần các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ vứt cái đồng tiền xuống đây và chúng ta được một đống TNT. Trời là trời, ai à, trời. Trời ơi bạn ơi, vậy mà nó kêu là Lucky Block may mắn. May mắn cái kiểu gì mà đập ra cái ra quá trời TNT luôn vậy. Trời, đây có con thần gió nè, để mình giết nó luôn. Ây da, ui con này không phải thần gió bạn ơi. Con này con gì nè, quái vật à. Ok, giết nó, lượm được cái gì nè. Hay, Lucky Block may mắn cái kiểu gì mà tàn ra xui xẻo vậy trời. Ok, đập tiếp nè. Ồ, ra một bầy thỏ. Thôi, bầy thỏ mình không cần đâu. Đặt ra tiếp. Đập tiếp nè. Búp. Được cục thịt thúi. Trời là trời, sao mà Lucky Block may mắn gì kỳ quá ta. Xui xẻo không vậy. Ồ, mình cảm giác có mùi xui xẻo đây nha các bạn nha. Ui, táo vàng nè. Wow, rất là nhiều táo vàng luôn. Hợp lý, hợp lý. Rồi, tiếp nha. Bắt đầu thấy may mắn rồi đó. Đập nè. Mấy cái lốc này mình không cần đâu. Rồi đặt ở đây. Đập tiếp nè. Búp.
Wow, một cái cây kiếm Lucky mấy bạn ơi. Cái kiếm gọi là cái kiếm Lucky Block nè. Ok, cũng có chút may mắn đó. Tập tiếp nha. Ui, mình được cái bàn enchant nữa bạn. Rồng ơi, tại sao mày lại đi đâu ngoài đây? Đi về nhà đi, trời ơi là trời con rồng này. Mình sẽ cất con rồng vào nhà nè. À, cũng bắt đầu may mắn hơn chút rồi đó. Mình sẽ đặt ra tiếp, đập tiếp nè. What? Được một cái bedrock. Ô, oh, cái cục này làm sao mà đập được? Oh no, ủa sao nó vẫn vỡ ra vậy? Ô, oh, trời ơi là trời, chết rồi bạn ơi. Cái cục này nằm ở giữa chỗ này làm xấu luôn cái địa hình của mình rồi. Không, 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 trời ơi là trời. Thôi, kệ kệ đi, đập tiếp. Rồi, đập nè. Ồ, oh, được bánh. Ok, rồi đặt ra đây tiếp. Đập tiếp. Wow, được cái này để chế bánh mì cũng được. Kiện rơm này để dành để chế bánh mì mấy bạn ơi. Rồi, đập tiếp nha các bạn. Đập nè. Ui, chúng ta được tặng thêm lúc kim lóc nữa bạn ơi. Ồ, may mắn nha. Để mình lấy mấy cục vàng xung quanh đây. À, mấy cục vàng này đem về chế tạo thêm lúc kim lóc nữa. Ồ, kiểu này là may mắn đây nè. Rồi, đập thử mấy cục mà được tặng nha. Đập ra nè. Wow, mình được tặng mấy con mèo bạn ơi. Mấy con mèo này mình để dành để mình đuổi mấy con creeper cũng được. Hợp lý á. Rồi, đập tiếp cái này đây. À, lại là TNT à. Ừ, trời ơi, trời ơi. Chết mấy con mèo của tôi rồi. Ồ, à, trời ơi. Ủa gì kì vậy? À, hình như mấy con mèo nó dịch chuyển theo mình đó bạn ơi. Ồ, may quá, mình tưởng mấy con mèo nó chết chứ. Ồ, may thiệt. Ok, ở đây còn mấy cái lúc kịp lóc nè, để mình đập ra luôn. Lại là một cái kiếm, thôi không cần đâu, đập này ra coi. Được gì? Lại là TNT à. Trời là trời, sao mà TNT hoài vậy? No. Oh my god. Trời, xém chết mấy con mèo của mình đó bạn ơi. Ờ, thôi mấy con mèo mày ngồi xuống đi. Mày đi lung tung tí nữa TNT nó nổ một cái là tụi mày chết hết luôn bây giờ. Ngồi xuống. Mình sẽ cho mấy con mèo của mình nó ngồi xuống nha. Rồi. Ơi mấy bạn ơi, mình chưa thấy may mắn nhiều mà mình đã thấy xui xẻo nhiều hơn may mắn rồi đó. Ơi, một tí nó đập lúc kêu lóc xui xẻo thì chắc còn gặp nhiều xui xẻo hơn nữa nè. Ok, để mình ăn một quả táo vàng vào đã. Ờ, khỏi đi, ăn bánh mì thôi cho nó đỡ phí. Táo vàng để dành khi nào mình đi mình giết rồng rồi mình hãy ăn. Đó. Rồi đập tiếp nha. Búp, một cái rương. Wow, trong cái rương này lại được thêm táo vàng nè. Hợp lý. Rồi. Rồi để mình đập tiếp nha các bạn. Ok, đặt ở đây. Ui, lắc mấy bạn ơi. Ủa, lắc cái xong mất luôn cái lúc kim lóc của tôi rồi. Ấy. À, ok, nó xuất hiện lại các bạn ơi. Trời, nó mới bị lắc mấy bạn ơi. Đập ra nè. Ồ, một bầy thỏ. Ây, mình đâu có cần mấy con thỏ hay làm gì đâu. Ui, cái gì vậy? Oh my god. Mấy bạn ơi, bạn nhìn nè. Một bầy heo luôn bạn ơi. Vãi nồi thiệt. À, khoan từ, mình đang cần thịt heo để mình làm thức ăn. Giết hết. Mình sẽ giết mấy con heo này làm thức ăn nha. À, khoan, ông dân làng trên đây có giúp được gì không ta? Để mình xem coi ông dân làng có đổi đồ gì không. À, ông dân làng này cũng không có đổi đồ gì nhiều hết. Ôi, ok, là mấy miếng thịt heo đem về bán. Dạo này thịt heo đang lên giá. Ok, lúc kịp lóc tiếp theo nha. Búp, một cái rương nữa. Ồ, trong cái rương này nó có mấy cái chai gì nè. Ủa, mấy cái chai này là chai gì ta? Với lại là táo nè, và cá nữa. Ủa, mấy cái chai này là chai gì ta? Để mình uống thử nha các bạn. Uống thử coi. Uống được không? Ừ, được nè. Ủa, chai này là chai gì ta? À, chai này là cái chai chống khát nước các bạn ơi. Có nghĩa là cái chai này khi mình uống vô mình sẽ không bị khát nước. À, hợp lý nha. Rồi, tiếp. Đập thêm coi. Lấy thêm lúc kìm lóc ra đập nè. Rồi, ok. Mình đang cần cái chai này lắm luôn á. Ô, một cây cung. Wow, một cây cung. Rồi, tiếp. Búp. Wow, những cái chai lúc kịp lóc nè. Lụm luôn. Rồi, tiếp nha. Ui, ngựa xương. Ây da. Mày dám đánh tao mày. Ui. Ây da, con ngựa xương. Ây da, á, skeleton. Á, rồi xong. Hay da, thật là xui xẻo quá đi hả. Từ nãy giờ lúc kia block may mắn kiểu gì mà toàn gặp xui xẻo không à. Ok, đặt ngôi mộ lên nè. Lụm lại đồ coi. Ôi, trời ơi trời. Cái mũi tên còn cháy nữa bạn. Mình có dập lửa được không? Không được. Ôi, không hiểu rằng may mắn ở chỗ nào luôn á. Từ nãy giờ toàn gặp xui xẻo không. Oh my god. Trời là trời. Ôi, mình sẽ đập tiếp nha các bạn. À, Lucky Block mà gọi là Lucky Block may mắn mà đập nãy giờ thấy xui xẻo không mà không biết Lucky Block xui xẻo sẽ như thế nào ở đây. Ok, rồi thấy chưa, lại may mắn hả? May mắn cái kiểu gì mà gặp phù thủy nó vậy. Oh my god, chết mày đi phù thủy, tao sẽ giết mày. Ok, rồi lại nè, từ nãy giờ là thấy là may mắn không được nhiều nha.
Giờ mới đúng là may mắn nè bạn. Trời ơi, trời quá trời đồ luôn. Wow. Quá trời đồ. Thấy hạnh phúc trở lại. Ui, làm một cái rương đó nè. Wow, cái rương này được cái gì đây? Cái này là cái băng bó rồi phải không? Ok, cái này là cái băng bó vết thương các bạn ơi. Rồi, tiếp. Một cái beacon. Wow, cái này là một cái đèn hiệu nữa bạn. Rất là tiện luôn. Mình sẽ đập nó. Ok. Ôi. Một viên kim cương. Wow. Ủa, sao đập không được? Ok, đập được rồi nè. Wow, được một viên kim cương các bạn ơi. Rồi, tiếp nha. Búp. Chạy thuốc gì đây? Chai thuốc này, chai thuốc super hero bạn ơi. Chai thuốc này có thể gọi là giúp chúng ta nhiều hiệu ứng tốt lắm nè. Wow, hợp lý. Bây giờ mình còn lại là khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 lúc kịp lóc. Rồi, để mình đặt ra luôn nha. Rồi, đặt tiếp nè. Búp. Một con heo may mắn hả? Good mày. Heo may mắn cái gì mà heo may mắn? Tao lo làm thịt mày luôn bây giờ. Ok, tiếp. Wow, baby phong cận. Ấy bạn ơi, đây chính là con của mình đó bạn. Baby phong cận. Vãi nồi, dễ thương vậy ta. Thôi kệ đi, cho nó đứng đó luôn đi. Rồi, mình đập tiếp nha. Hãy chọn một trong hai. Một cái là may mắn và một cái là xui xẻo. Chọn một trong hai hả? Chọn cái nào đây ta? Ok, đập lần hai cái luôn. Ui, đều là xui xẻo. No. Trời ơi là trời, tôi nói thiệt với các bạn luôn nha, tôi có cảm giác như là cái lucky block may mắn này nó còn xui xẻo hơn là lucky block xui xẻo nữa đó. Trời ơi là trời, chết nãy giờ cả chục lần rồi. Trời ơi, cái ngôi mộ của mình là đập ra. Đụm đây đâu. Trời ơi là trời, chết tôi luôn á. Ơi, để mình mặc áo giáp vô lại coi. Còn được 3 lucky block may mắn. À không, bây giờ mình gọi nó là xui xẻo luôn đi, được luôn rồi đó. Cái này là xui xẻo chứ may mắn cái quái gì trời. Rồi mình sẽ đặt nó ra đây một lần 3 cái luôn nha. Đập ra một lượt luôn. Rồi cái cúp rồi, đây cái cúp đây. Còn cái kiếm của mình đâu? Cái kiếm đây. Rồi mình sẽ cầm cái khiên theo để mình giữ an toàn các bạn ơi. Che khiên lại cho chắc ăn. Rồi, đập ra. Được một con cá. Ok. Đập ra. Được một cái beacon. Rồi đập này ra. Đập ra. Được một cái viên ngọc Luli. Nhưng mà thôi không cần đâu. Mấy bạn ơi, đập gọi là 29 lucky block may mắn mà toàn ra toàn đồ xui xẻo không. Được có vài cái may mắn à trời. Bây giờ mình tới lượt đập lucky block xui xẻo nè. Không biết là sẽ gặp bao nhiêu điều xui xẻo đây. Ok, vô chế lucky block xui xẻo thôi. Đâu ta, lucky block đâu ta? À bên đây đây, 20 lucky block nè. Bây giờ mình sẽ cất hết mấy đồ này vô. Rồi, mình sẽ mang theo táo vàng để cho chắc ăn bạn ơi. Mang táo vàng theo để lỡ gặp quái vật hay gì mình còn có cái mình ăn nữa. Mình sẽ cất hết mấy cái đồ này vào đây luôn. Rồi ok, bỏ lucky block vào đây, bỏ mắt nhện vào đây. Chúng ta sẽ chế được lucky block xui xẻo với bạn ơi. Ôi, mình bắt đầu cảm giác gọi là kinh dị rồi nha. Mình đang bực bội bởi vì đập lucky block may mắn mà tàn ra xui xẻo đây. Bây giờ mà đập lucky block xui xẻo không biết sẽ ra cái gì đây trời. Đập nè. Ui, một bộ giáp kim cương. Wow, ủa cái này có thiệt là xui xẻo không á trời? Sao mình thấy nó còn may mắn hơn nữa? Có thiệt cái này là xui xẻo không đó? Ok, lại nè. Tiếp nha. Búp. Một đống giá sách luôn. Ở cái này cần nè. Ê, sao lại may mắn ta? Hình như là cái này nó đổi ngược hay sao bạn ơi? May mắn trở thành xui xẻo, xui xẻo trở thành may mắn hay sao á? Vãi nồi thiệt. Đập nè. Wow, một cái lucky block siêu to khổng lồ. Rồi đập ra, coi được gì đây. Ê, bây giờ mới đúng là xui xẻo nè, lại là TNT nữa rồi. Ôi các bạn ơi, từ nãy giờ mình để ý nha là mình toàn gặp TNT không à. Lần nào mình chết cũng bởi vì TNT hết luôn á. Ok, mình sẽ đi xuống dưới đây nè để mình đập lucky block xui xẻo cho nó an toàn. Để nó không ảnh hưởng đến nhà của mình. Lại thêm một cái lucky block siêu to khổng lồ nữa. Lần này không biết được gì đây. Chạy. Lần này thì lại là vàng sắt với lại là kim cương. Wow, hợp lý. Lần này thì được may mắn nè. Rồi, đặt ra. Tiếp. Những quyển sách Enchant. Cái này cần nha. Rồi, đặt cái tiếp. Một đống TNT. Trời, lần này là TNT cầm được các bạn ơi. Không phải là TNT nổ. Ok, thôi vứt cái đi. Đặt ở đây, đặt ra. Thôi, mình cũng quá quen với cái việc gọi là bị chết rồi các bạn ơi.
Từ nãy giờ chết cả chục lần rồi. Thôi, không có gì phải buồn nữa. Không có gì phải buồn hết. Trời ơi là trời. Trời ơi, không muốn nói luôn các bạn ơi. Hết cạn lời luôn rồi, tôi nói thiệt tôi cạn lời với nó luôn rồi. Lâm lại, lâm lại. Trời ơi, chết nãy giờ là quá đủ rồi. Từ nãy giờ chết như vậy là quá đủ rồi. Mình không còn gì để mình nói nữa rồi. Ok. Ồ, một cục vàng. Ok, may mà nó cho mình thêm cục vàng để mình an ủi được phần nào, mình hết buồn được một chút. Rồi, lấy thêm ra nè. Lấy thêm Lucky Block ra. Đặt ở đây nè. Đập đó. Ok, một cái bộ giáp xích, không cần đâu. Đập. Ồ, lần này là được một đống cá bạn ơi. Cũng được, đem cá về nhà ăn. Bên đây được bộ giáp xích này, nhưng mà mình có giáp rồng rồi cho nên mình sẽ không lấy đâu. Đập này ra. Một con creeper. No 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 no. Không được không được, mày không tấn cấp được đâu. Mày lại đây đi mày ngon, mày lại đây đi, tao sẽ cho mày chết. Mình sẽ gọi là đặt bom giết con creeper này các bạn ơi. Lại đây mày ngon, mày lại đây đi, tao sẽ đặt bom tao giết mày. Qua đây mày. Ok, mình sẽ đặt bom mình giết con creeper này nha. Qua đây mày. Qua đây, qua đây. Chết mày tao rồi creeper. Chết mày tao rồi. Chết đi. Chết đi. Đó. Mấy bạn thấy mình ghê không? Mình canh ghê không? Chết nó luôn rồi nè. Ok. Rồi, đặt lớp kịp lắp ra nè. Đập ra. Một viên kim cương. Ồ, đập ra đập ra. Rồi, bây giờ là cái Lucky Block cuối cùng các bạn ơi. Đặt ra nè. Ồ, một cái kiếm kim cương. Kiếm này mạnh không? Mình không biết nó mạnh hay không mà mình nhìn thấy nó toàn bị trừ không mà cái kiếm này dở mấy bạn ơi, thôi kệ đi. Mình cứ giữ lại giữ lại cũng được. Hey, mấy bạn ơi, mình nói thiệt với mấy bạn luôn nha. Từ nãy giờ á, mình đập gần 50 Lucky Block. Một nửa là may mắn, một nửa là xui xẻo. Nhưng mà mình thấy cảm giác giống như là 90% gọi là xui xẻo hay sao á. À không, 99,9% là xui xẻo mới đúng. Rồi, không thấy may mắn đâu ra hết, toàn thấy xui xẻo không à. Ok, thôi, nói chung là cái thứ mà mình cảm thấy lợi nhất chính là vài cái quả táo vàng nè. Đó, táo vàng là lợi nhất luôn á. Ờ, trời mưa mất tiêu rồi. Ok, thì thôi cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mà anh em thích video này đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho các thành viên của Hero Team đó nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em phải nồi. Tạm biệt.